Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay về Identify. Rồi bây giờ mình sẽ mời bạn vô thôi. Chơi này một là mình có thể là quái vật hoặc là mình là người chơi. Yeah. Chơi game này ơi, nó vui lắm mọi người. Rồi, chờ đồng đội vào cái mọi người. Vô. Không biết bây giờ mình nên làm con gì bây giờ ta? Cái game này mình chơi trước đó rồi nha mọi người. Chứ mới tải vô là mình phải làm nhiệm vụ này nọ nữa mà. Chuẩn bị. Rồi. Có người chưa vô quái vật này vô lẹ. Lẹ con quái vật này. Mà chọn lại luôn mọi người. Mà sẽ làm lính thuê đi ha. Bác sĩ hơi vừa. Mình sẽ làm lính thuê. Không. Mình được một con bé nữa nè. Dễ thương chết luôn. Con bé này là kẻ quan sát nè mọi người. Con bay bay vòng vòng. Con bé của mình mới mua đó. Mua thì mọi người cũng có thể là phần nhỏ. Bác ơi ma nữ. Mọi người ơi, con này kia lắm rồi. Nó di chuyển tùm lum tùm lưa nữa. Với lại đánh dấu nữa. Với lại là mấy bữa nay là ngày kỷ niệm của game đó, nên chúng ta có thể xài được miễn phí mấy con kia. Nhưng mà có thời gian nha, là mình chơi xong một trận đó là nó sẽ biến mất thì mình cũng có thể xài lại luôn. Rồi tôi bị vô rồi, để nguyên mẹ nó đi. Mình gặp ma nữ rồi, sát bên luôn, mình sát bên ma nữ luôn. Gì vậy? Mình xui đến mức nó đó luôn hả? Chạy. Mọi người cũng có thể tìm vô mấy cái chỗ dạng dạng. Mọi người chạy là giải mà. Cái nào không có. Không có lại đó đã giải rồi. Có sẽ bị đánh thôi. Này là mọi người đánh dính nha. Dính trên cái bảng nó bắt buộc đó. Các bạn mà làm không dính là nó sẽ chơi những cái tưng vô cái vật sẽ biết đó. Mà không có dài không? Đâu con... Mình quá giật nó không được mình nè. Ghê quá. À. Đau. Nó không có được phát hiện mình nè. Nó sẽ bị đánh rồi mọi người. Nó sẽ bị đánh rồi. Tìm xung quanh có gì không? Không. Mình nhớ cho tim tím nha, tim tím nữa giờ đến gần mình nó càng lại gần tim mình càng đập hơn. Nó cứu họ giường đi, mình không cứu đâu. Không chạy lại cứu đây. Kinh dị Mỹ. Thôi có người chạy lại cứu rồi. Mình chạy thôi. Ôi sao người tầm niệm cứu gì muốn cứu vậy? Người tầm niệm rồi có chỉ hai mẹ rồi thôi. Mình chạy trốn trước đây. Nó phát hiện mình sao ta? Lên đi miền Việt Nam thôi. Rồi bác sĩ bị cột nữa rồi. Để Lục Ngân có gì ăn không? Rồi bác sĩ bay rồi mọi người ơi. Rồi mình đi đánh rồi. Mình đi đánh rồi mọi người ơi. Bác sĩ con ma nữ này. Rồi sao mình sắp quỳ rồi mọi người. Mình sắp quỳ rồi. À. Sắp quỳ rồi. Rồi quỳ rồi. À quỳ rồi. A à, tự kỳ thương ha. Mọi người bắn nhanh thì mình sẽ rớt xuống. Còn tất cả thì mình không thể rớt xuống rồi mọi người. Em quý. Giật cái gì? Nó là chuyển đâu rồi ta? Trên đầu mình. Ghê. Còn 4 má nữa chắc mình nghĩ là mình thua rồi mọi người.
Hôn ác dữ hả? Mai cúng mình hết vậy? Cúng mình hết vậy? Bạn mình cũng ác quá, không cúng mình luôn. Cứu, cứu tôi, cứu tôi. Họ vừa cái là vừa bác sĩ hả? Bác sĩ, cô bác sĩ chết rồi. Cô ba đen, cô ba đen. Ai nó cứu tôi. Cái con này đã hóng quỷ rồi mà còn lộ mặt nạ ra nữa. Nhưng ma đen. Ai nó cứu rồi. Họ vừa không trả lại cái họ vừa. Rồi chết rồi, mình thua mọi người ơi. Mình sẽ đi tham quan mọi người. Họ vườn, họ vườn bị đánh dấu rồi, quá giờ có thể dịch chuyển tới chỗ bơm, đi tìm mấy người khác thôi. Tôi tâm lý cột rồi, theo mình nghĩ là trận hòa khua thôi, không phải thắng được. Ví dụ mà ba người thắng thì là thắng, còn ví dụ hai người thắng là hòa, một người thắng là thua. Fail rồi, fail quá, ớt được quật rồi. Em nghĩ trận này là thua rồi mọi người. Quá giật đau rồi. À đúng rồi kìa. Thăm thua rồi. Thua rồi mọi người ơi. À. Cái con này. Rồi thua rồi mọi người. Đây là. Giờ mình sẽ làm mọi người tiếp. Mình làm rất là dở lắm. Nên mình sẽ làm người. Mình có coi có ai on nữa không? Không. Rồi. Chưa thôi. Mọi người cũng có thể mời bạn chơi. Mình làm có giật người ta làm người nữa. Chả thấy gì hết. Rồi. Mình sẽ làm cái gì hay hay. Bây giờ mình sẽ làm cao bò nữa ha. Mình sẽ ăn món trứng của này đó. Trứng của nó còn li li. Trong đây không có ăn. Ngắm chứ không có ăn. Nó con gì vậy? Vậy nữa con đinh ba. Con đinh ba. Con này chúng ta phải đổi hình nó sơn mới được. Đỡ thời gian, nếu như nhiều thời gian là mình sẽ làm rồi. Mình sẽ đổi thành con gì ta? Quên rồi. Rồi giác ngộ. Rồi bể gương chưa? Chưa bể gương nữa mọi người. Bể gương đi, bể gương lẹ. Mệt quá. Rồi, rồi. Thì nào mình gặp quá vật mình sẽ sử dụng tuyệt chiêu. Chiêu này có thể giúp mình tàn hình và chạy nhanh lên, không không ra nữa. Con đinh ba này nó phóng ghê lắm nha mọi người, nó phóng một cái thôi là mình sẽ quỳ liền luôn á. Gì vậy? Để chú tế bị đánh rồi. Để chú tế là có thể chịu hồn tới luôn. Mỗi người khó là có một cái súng á, để bắn nó giật. Mà phần của mình nó rồi nha. Mình chạy lại cứu không ta? Mệt rồi cứu ha, là giải thì mình giải trong này rồi mình chạy lại cứu. Cứu người quan trọng hơn. Ê, hình như nó đổ con quái vật rồi mọi người. Ghê. Chạy thôi. Nữa. Cái giống gì ạ? Ai chết rồi, nó bay rồi mọi người. Mình tàn hình rồi. Nghe con này không có phân thân mà nó tàn hình. Đó là cứu mình đi, nó sẽ dụng. Cái gì tao đưa tấm lưng vậy? Rồi chết rồi mình quỳ rồi. Chết rồi mình quỳ rồi mọi người ơi. Quỳ rồi. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Cần giúp đỡ. Đã có người chạy lại cứu mình đúng không? Không nha. Mình còn xài được một lần nữa.
Hải Hiên kia là con sống đêm ba mà sao giờ thành con này rồi. Ghê. Mẹ cứu. Cứu cứu tôi. Cứu cứu cứu. Ao. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi, lên đi men giật em. Sao cái vậy? Có đường nào không? Xung quanh tôi không có cái đường nào hết. Dạ nói tiếp mới được. Làm tôi bị bắt nữa rồi. Có nên chạy lại cứu nữa không? Mình sẽ làm đen bên đen cho nó chạy lên mình. Một là chạy lên mình, không là đứng nó cầm. Mình phải tìm cái rương thôi, bên trong có cái gì không? Chứ mà nữa cho mình vậy. Đúng cái rương nó thôi. Chạy là cứu. Chứ là bay rồi. Nếu mà mình bị bắt lần nữa là mình cũng bay luôn. Nó sẽ bị trả rồi, còn mình thì bị cột rồi. Rồi sao mình thắng thêm hả? Vậy mình bị bao thêm thôi. Đây, bây giờ mình chơi thì cũng thua đúng mọi người. Mình hồi sinh rồi. Mình chết ngắt rồi mọi người. Mình chết ngắt rồi mọi người. Ai đang bò lết lết. Đây đây, mau sư luôn nha mọi người. Ủa không? Nữ điều phối. Không qua được. Nữ điều phối. Con bét dễ thương quá ha mọi người. Này là con bét nha, chứ không phải là bị đánh dấu nha. Con bướm á. Ba nào voi. Rồi chơi lại thôi. Ai nhiều điểm nhất? Mình nhiều điểm nhất. Yeah, mình nhiều điểm nhất. Giờ sẽ làm quả vật đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ chơi một mình nha. Cái này làm quả vật đi. Không biết có ai đánh mình không ta? Cố lên. Rồi cho em nãy mình chọn quá vật mà sao như dùm thằng người ta. Kì dữ rồi. Cái gì vậy? Mẹ người ta. Đường khá. Mình sẽ làm cao bầu. Cái này nó được mình hướng dẫn lên đi. Làm sao vậy trừ điểm như tắt. Không có món gì ăn hết. Và bây giờ mình chờ họ ăn. Là xem hòa. Lẹ. Rồi rồi, chưa bảy gương. Rồi bảy rồi. Mình đây yên bình lắm. Chạy chạy chạy. Giờ giảm bỏ rồi. Chết là tím tím rồi. Không sao đâu. À, có sao rồi. Đi. Đó là được treo của mình đó mọi người. Mình có thể cho người ta đi theo mình. À, con này ma gì vậy? Con này Slenderman chứ. Con trời nó ác rồi. Giáo sư không biết có thực chiêu gì không nữa. Nhưng mà giáo sư ơi, họ đang đặt cắm mắt rồi mọi người. Fail rồi. Mình tự cứu lại bản thân mình thôi. Xung quanh mình những không có ai hết á, ai cũng ác hết á. À, mình bắt chúng mặt bằng tay. Chết là mình sắp hăng hiên rồi, mình sắp bị bao hăng hiên rồi. Cứu tôi trước nè. Cứu. Ờ hay.
cũng qua cũng lại nó cầm rỉ má tùm lên cái rồi à cũng lại mình giải vậy nè giải rồi đây nè em à chắc là bị đánh rồi nó xung quỳ rồi con này dịch dịch tối ngày chạy lên em nữa đơn đơn đâu chạy à con này dịch 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 tối rồi cái gì cái này thấy ra nó giống rồi cú chết rồi mình sắp bao Hân Thiên rồi còn miếng à còn miếng nữa làm là bao rồi Hân Thiên rồi thiệt luôn chết ngắt rồi mình đai lần đầu tiên bị dày luôn chứ đó giờ mình bị cột mình mới bay thôi ai giờ phải giờ mình sẽ làm mỗi lần thử là mình chơi làm mỗi lần dẫn bây giờ mình sẽ chơi vòng quay may mắn để mình lấy lại cái hơn nha nãy giờ mình chơi ba vòng đầu thua hết rồi đỡ xuất sắc cũng có thể tiết kiệm mảnh vỡ để đổi lấy mấy con nhân vật kia nha còn ví dụ mà nhiều kim cương là cái lại ruby á ruby là mình sẽ nạp nha còn kim cương là mình kề chay á cũng có thể đổi được luôn đây số gì đây con số gì đây được ba sáu viên kim cương đúng rồi ba sáu viên kim cương hồi đó mình nhớ là đổi được cái gì mà bây giờ mình quên rồi lấy phần hưởng rồi. Không biết có ai có hư gì không này nhấn cái rồi 15 viên còn nào lấy nữa không có bốn mốt và thêm bốn chục cái nữa mới được để dành môn bếp chí hảo chả có ai nghĩ hết bao người cứ like xem cái thân của mình nha.